OK, luôn anh em nha. Chào mừng anh em đã trở lại với kênh của mình nha. Mình là Trung đây. Đấy, hôm nay vẫn tiếp tục làm về bếp lên đời anh em. Thì đấy, hôm nay mình sẽ làm cái video về một trận bắn team ba anh em nha, bắn ở map shelter. Đấy, lúc đầu vào này mình trả đồ đồng đội, tại trận trước đồng đội mình chết thế là mình nhặt cho đồng đội. Phát này mình vào mình trả này để đồng đội. Đấy, này mình default ở cái chỗ admin center này, cái chỗ này thường thường cũng hay có người này. À, vừa nói nó xuống tới nơi luôn kìa. Ừ, cô Đây này đâu? đồng đội vừa báo là có Đây người sau đây lưng. đây 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 Đấy, thế là mình cũng ra đây kê. đây đây đâu? Vừa thấy là đoán thằng này ốp thằng này chết này. Thôi. Đồng đội vừa nhìn thấy nhưng mà giờ lại không đi đâu đấy anh ạ. Đồng đội đang hoang mang. Tiếp đối nhá. Mình loang quang định trèo đến khu Đi giữa mà kiếm mãi đường, không nhớ kiếm trèo đường được. nha, đường nó cong lên kìa. À, đồng đội Đây mình nè. phát hiện nó ở bên đường rồi. Đây nè. Ăn rồi. Góc này cao quá không bắn được, đây em ra đây em bắn được. Mình thấy đồng đội mò ra là mình cũng đi cùng anh em ạ, phải đi cùng để góp đam, không biết đâu chứ mày nó đông nó lốc đồng đội chết này. Mình thấy đồng đội bắn này mãi không đi chết thì là mình bồi, mãi không đi chết thì là bồi đấy. Từ này thì mình nghe tiếng Em súng ở bên cái nhà kia đấy, thì nhìn lên trên tầng nó thấy người anh em ở đây nó lên nóc ấy. đấy. Lên lên lên. Thì cái team này là cái team ông YouTuber đấy, ông đang bắn đồng đội mình lốc luôn. Ông YouTuber ông giờ Đi đâu Big vậy? Đi đâu? Đi đâu? Bad Đi Wolf đâu? này Ở đây sao? đấy, đồng đội mình hô là giết luôn anh em. Ông này cũng làm ở trên YouTube, chắc là anh em nào người nước ngoài cơ thì hay xem thì sẽ thấy Nấp rồi nhiều, ở dưới kìa. Đi cố thì quá. biết ông này ông làm từ cái thời con game Giờ mình mới mới đi ra đâu cơ, vô? bắn khá là căng. Mình vô tình gặp đấy, thế mình lốc được cái Giờ này mới mình đi tính đẩy đâu vô? lên. Thế nhưng mà đến cái tham binh này là họ cứu rồi thì mình lại bắt buộc phải dừng lại để kê em ạ, để bắn tiếp chứ không để ấy được. Đấy, mình thấy này, mình thấy trên tầng 2. Tôi hay nào ấy. Đấy, cái tờ này là mình nhìn thấy cái ông Gì bạn ở bên đấy? kia, ông có cái mũ thỏ đấy. Đấy, mình tiếp tục lốc, ông ấy bắn mình bằng khẩu súng gì AK ấy. Rồi lốc 2, phát này hô là lốc 2 rồi, công đi. Thì ông bạn kia ông ấy ngồi cái chỗ khe lúc mình bắn, ông bắt đầu trèo qua. Đấy, anh em thấy chưa? Đấy là cái ông bạn lúc mà mình bắn lúc trước ấy. Thì lốc 2 rồi, thế là Tôi mình với nghe đồng đội tiếng đẩy tiếng lên luôn tiếng đúng em không? ơi, tôi nghe. À, có lưa luôn cái team này anh ạ. Mình lúc này mình khá là sướng, tại vì thực sự là lần lần đầu tiên mà mình gặp ông bạn này, tại vì ông ấy cũng làm clip ông bắn khá là hay. Và lần đầu tiên mình gặp team đấy mình giết, nhưng mà chắc cái khẩu táp của ông ấy ông cất đi rồi, ông để mỗi khẩu AK thôi, mình nhặt luôn. Đồng đội ông đấy thì nghèo không có đồ. Cả tím đúng không ạ? Hơi tiếc ạ. À, bình thường ông giờ Big Bad War này ông em, Big Bad Wolf Ta này vừa ông bắn ấy hay cầm hai một khẩu người táp xịn mới là đồ xịn lắm. Mà sao trận này ông cất được khẩu táp đi rồi, cái đồ chắc ông cũng cất bớt đi rồi. mấy anh vừa đi má một tên nó bãi em, một tên nó chạy lên nó bãi em chứ ba cú rồi ôi đừng có cái sợ quên. Thật sự là lần đầu tiên mà mình chơi cái game này mình gặp cái team YouTuber này anh em ạ. Đấy, xem mấy ông ấy cũng nhiều nhưng lần đầu tiên mình được gặp ông đấy. Cái xe con này đâu ta? Chết ở đây mà. Nó vào. Lúc đấy rồi, được cái lớp 5. Kì. À thế. Nằm đi xuống mới chứ Hơi giờ, buồn một nằm tí đi anh xuống em ạ. mà. Giết được rồi nhưng hơi buồn tại Rồi, vì đi không xuống có đồ rồi. ngon đấy. Ủa, đi xuống khổng MD này rồi này. Đợt À, 3. Năm luôn à, giết năm luôn à, ngon Đâu, thế. đâu đợt 3. Hãy tôi bắn trúng đầu nó, tôi tưởng nó mày giáp 4, là vậy mà giáp 5 luôn. Đây, cái khúc này là mình đi ra mình lần, tại vì cái lúc mà mình đứng ở trên đồi mình có nghe có một tiếng tạch tạch ở cái đầu này nên mình muốn ngó ra lần đây. Đi ra check check mới là xem có còn cái tiếng súng không, nếu mà có thì team mình sẽ lao Đây vào tay mình luôn. nhiều không á? Dạo này thì mình ít đi solo rồi, mình hay bắn team với anh em ạ. Thế nên là cái nói chung là mình về cái khả năng di chuyển với là ấy thì Solo mình hơi kém một tí, chứ đấu tay thì thật sự là mình bắn em, cũng bắn em, không bắn em khó, không bắn không em không trước, sợ bắn lắm. em trước, bắn em trước. Thật sự là nếu mà đấu tay thì mình cũng không không ngại lắm.
thường hai cành đen vàng đấy, nhận được cái kiểu đó sao giờ thấy tầm... Đấy, đồng đội mình cũng đang thắc mắc ấy, ông bạn giờ Big Bad Wood ấy, ông ấy bình thường ấy hay mang đồ xịn. Và trận này lại có mỗi khẩu AK thì mình cũng bảo đồng đội là ông ấy cất đi rồi. Đây thấy người này. Đây đồng đội mình thấy đây. Đồng đội tiếp tục thấy người và báo. Đấy, mình cái tư này đáng nhẽ là đồng đội ăn ông này nhưng mà ông đồng đội sấy, mình thấy đồng đội vì sấy yếu mà chưa chết được cái này mình ấy luôn. Điếm nhanh anh em ạ. Thao tác thấy mũ 4 sắp 4 nên là nhặt nhanh lắm. Tung này. Tìm tung ngon đấy. Tầng 3 đấy. Cầm nhạc quán nhạc. À, giờ bắt đầu thấy tên này đồng đội báo con người cái nè. Dí luôn. Thấy không? Phát này thấy ông ấy đang chạy. Thấy có một mình mà trông cũng có vẻ không giàu lắm là dí luôn anh ạ. Được 2 viên. Chúng nó 2 viên đấy, cả tiếng súng ở nhà lớn luôn. Cái này mình đang kê rồi. Đồng đội lốc. Đấy, phát này là không nút tại vì trong ông đấy không có đồ nên là cả team thống nhất là lao luôn vào khu nhà lớn này. Bắt đầu thấy à, cả team là quyết định là dí luôn này. Đấy, đồng đội mình thì dí đầu kia, mình sẽ đi vòng đầu này đi chậm để ấy để vô. Đầu team không có thấy nhá, không có gãi luôn, ba người chứ đừng không một nó gãi luôn. Đấy, mình ngồi đây mình check xem nó có ở mấy khu này kê không. Bắt đầu mình ra cái khu ngoài này để mình check cái ô. Đây phát này mình check thì mình thấy ông bạn này đang từ trên kia đi xuống là mình bắn luôn. Lốc 1, mình báo đồng đội là lốc 1 rồi, mình nghe cả tiếng chân ông trong phòng nữa, mình biết là có 2 rồi. Đây mình biết ở trong này rồi. Phát này là đồng đội mình nào phải giết luôn này. Rồi, được một ít đạn vàng, nói chung là cũng có tí đồ. Không giàu quá nhưng cũng có tí đồ. Được cái X4 cũng nằm tạm. Đấy, mình dạo này mình cũng hay bắn team 3 em, tại ngày xưa mình cứ hay ngại mình bắn mấy khẩu táp nó kém. Mới nào không ấy nên là mình ít chơi team, mình thường đi solo mình bắn AR nhưng dạo này bắn với anh em nhiều nên là cũng gọi là cũng lên tay, bắn được tí táp. Đấy phần này nhìn thấy cái team nó chạy, nó định chạy ra ăn xe. Nên là báo luôn là cả team mình cũng quyết định là dí luôn này. Rồi, phát này là thấy ông bạn này ông đi xuống đường này, nhìn thấy nhau này. Mình bắn được một viên. Đấy, đồng đội nó từ đằng sau bắn nữa. Đấy, phát này là mình sẽ nhìn luôn cái thằng bắn đồng đội mình đây. Thì ông bạn này đồ không ngon, làm 2 viên là đi luôn rồi. Còn mỗi ông trước mặt thôi thì đồng đội mình đang mở, mình cũng đồng đội mình đã mở phải như này thì mình sẽ mở trái để lấy góc nhìn. Thứ nhất là nếu mà nhìn được địch thì mình sẽ báo và bắn luôn, giúp đồng đội luôn, mở cánh cho nó thoáng cánh bắn cho nó dễ. Đấy, đồng đội mình giết luôn, thế là xong luôn. Mấy cái team này đều còn 2 thằng thôi.
Nói chung là trận này bắn cũng không 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 quá là căng thẳng. Có mỗi không, nói chung là không có trận nào quá quá gắt đấy. Mình làm cái video này tại vì hôm nay mình vô tình gặp được cái team của ông YouTuber kia, thế là từ đầu mình cũng quay luôn video ấy, thế nên là làm video đăng lên cho anh em thôi. Đấy, xong cái này là thôi team mình nghĩ là nó không còn nhấy nữa, là quyết định là cả team té luôn. Giờ mình chết tầm đi kiểu móc ấy, tầm đi kiểu bất ngờ đấy. Đây giờ ra đi. Đấy, cả team quyết định là về anh em. Đấy thì nói chung là video hôm nay nó chỉ có thế thôi anh em. Video này nó nói chung là không quá đặc sắc ở những cái pha nó bắn nhau nguy hiểm ấy. Thế nhưng mà làm một cái video tại vì gặp được team YouTuber mình muốn làm đăng lên đấy. Thì đấy anh em xem video mà thấy hay nhớ để lại cho mình một like cũng như một lượt đăng ký kênh nha. Mình sẽ cố gắng làm nhiều hơn về những cái series bắn squad như này nữa để đăng lên cho anh em xem nha. Và xen kẽ ở đó sẽ là những cái series mở thẻ hay là những series trải nghiệm súng như này nha. Đấy, mình dừng video đây nha. Nhớ là like video và đăng ký kênh để ủng hộ mình có động lực làm những video tiếp theo nha. Bye bye anh em nha.